Mới đây, Quỹ ban nhân dân thành phố có công dân số 3395 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đăng ký mục tiêu nhiệm vụ phấn đấu xây dựng nông thôn mới năm 2025. Theo đó, năm 2025, thành phố Cần Thơ phấn đấu có thêm 2 xã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là 10 trên 36 xã, có 1 trên 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thành phố Cần Thơ hiện có 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, 31 xã nông thôn mới nâng cao, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó có 4 trên 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2024 có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của thành phố là 36 xã, đạt tỷ lệ 100%. Thêm 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là 10 trên 36 xã.